Chào mừng các bạn quay trở lại với những trải nghiệm làm ngành của kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách mà mình đã tạo ra bộ ảnh này như thế nào trong 3 giờ làm việc tại studio. Theo các bạn cần chuẩn bị gì để tạo ra bộ ảnh như thế này? Chuẩn bị concept, setup máy ảnh, chuẩn bị đèn, make up, stylist và mời người mẫu. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về ý tưởng của bộ ảnh này. Chủ đề cần thể hiện trong bộ ảnh này là giới thiệu về cầu thủ Nguyễn Đắc Huy trong vai trò là một tuyển thủ quốc gia tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 do AFF tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng lướt qua và phân tích bộ ảnh. Xuyên suốt bộ ảnh là những hình ảnh tái hiện khoảnh khắc cầu thủ Nguyễn Đắc Huy trên sân bóng. Chúng ta có 10 ảnh được đặt tên như sau. Về ý tưởng thực hiện, bộ ảnh này được mình và ekip chuẩn bị trước khi đến studio. Cảm hứng dựa trên những hoạt động của bộ môn Futsal. Ở môn này, mỗi đội thi đấu sẽ có 5 người lần lượt giữ vai trò trên sân như sau: một thủ môn, một piso, hai ala và một bivo. Cầu thủ Nguyễn Đắc Huy giữ vai trò bivo trong đội hình nên mình đã tập trung vào những hoạt động của cầu thủ này để xây dựng ý tưởng của bộ ảnh. Trong bộ ảnh, mình đã đồng nhất sử dụng tỷ lệ ảnh là 2:3 và có 8 ảnh ngang, 2 ảnh dọc. Tông màu chủ đạo sẽ là đỏ, trắng và xanh. Phần thiết kế chữ trên hình mình sẽ giới thiệu ở cuối video này. Đến đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện dự án này. Đầu tiên, mình sẽ nói về những khó khăn. Đây là một dự án ít kinh phí nên ekip không có stylist hỗ trợ. Bộ ảnh đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về cảm xúc nên tính chân thật của bộ môn Futsal. Người mẫu hôm nay không phải là người mẫu ảnh chuyên nghiệp nên việc diễn tả cảm xúc trên khuôn mặt sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Thời gian để thực hiện bộ ảnh tối đa là 3 giờ, tính luôn thời gian cho công tác chuẩn bị tại studio. Bây giờ chúng ta hãy nói về những điểm thuận lợi. Rất may người mẫu là cầu thủ nên những yêu cầu tạo dáng khi chụp rất dễ thực hiện. Người mẫu làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp với ekip tốt và cảm nhận cách diễn rất nhanh. Trong thời gian người mẫu chuẩn bị trang phục và đạo cụ, mình và ekip sẽ chuẩn bị setup đèn và cài đặt thông số máy ảnh. Về đèn, mình sử dụng 3 đèn xuyên suốt trong buổi chụp. Thiết bị dùng trong dự án này là Canon 6D Mark II và ống kính tele 70-200. Thông số trên máy được setup như sau: ISO 200, khẩu 8 và tốc là 1/200. Tiêu chí ở bộ ảnh này mình đặt ra là phải thể hiện được khoảnh khắc về cảm xúc và action của động tác, thể hiện sao cho càng chân thật càng tốt. Đến đây, mình có một mẹo nhỏ chia sẻ với các bạn. Để có những động tác thật action đúng như thực tế thì hướng banh trong ảnh phải bay về ống kính và chân cầu thủ phải vừa chạm vào banh. Để làm được hai điều này, mình đã từng một lần bị banh bay thẳng vào máy rồi máy đập vào mặt, hậu quả là rất te tua. Một lực phá banh rất mạnh của thủ môn, banh bay thẳng vào chiếc máy ảnh nặng 2,5kg ở cự ly 3m. Tới đây các bạn tự hình dung ra lực tác động vào mặt của mình như thế nào. Các bạn hay chụp Futsal lưu ý điểm nóng dễ bị banh bay vào mặt ở 4 điểm sau đây. Và sau lần đó, mình học được cách hay hơn để áp dụng cho bộ ảnh này. Nói về cảm xúc trên ảnh, mình đã dùng bình xịt nước để giả mồ hôi trên bức ảnh số 3. Sau khi khởi động, cầu thủ hát quốc ca và chào cờ sẽ có mồ hôi trên khuôn mặt. Để gần với thực tế hơn, mình đã chụp ảnh này sau cùng trong buổi làm việc. Và một điều cũng khá quan trọng nữa là diện tích studio. Các bạn để ý sẽ thấy những bước chạy của cầu thủ rất tự nhiên. Để thực hiện được điều này, mình đã nhờ anh em ở 298 Studio rất nhiều. Các bạn ở 298 Studio đã sắp xếp cho mình một phòng chụp khá rộng với diện tích chiều ngang 6,3m và chiều sâu là 3,5m, một diện tích rất lý tưởng để thực hiện dự án này. Đến đây mình sẽ bàn chút về hậu kỳ và phần typography. Về hậu kỳ, đây là ảnh thể thao, người mẫu chính là nam nên trong quá trình hậu kỳ mình không làm định da. Tông màu chủ đạo là đỏ, trắng, xanh. Mình chỉ cân bằng sáng tối và không can thiệp quá sâu vào ảnh gốc. Sau khi hậu kỳ, ảnh phải giữ được sự trong trẻo, đảm bảo còn chi tiết tốt ở cả 5 phần trên histogram. Nghĩa là phần sáng nhất trong ảnh phải còn chi tiết và phần đen nhất không bị đen bệt. Phần typography mình làm rất đơn giản dựa trên 3 phông: Roboto, Hitliner và Bình Phong. Màu sắc trong bộ chữ thì gồm có đỏ và xám. Xám ở đây mình sử dụng 80% đen. Tất cả test được sắp xếp cách điệu, canh line theo những đường thẳng đứng. Thiết kế thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính và nhấn mạnh vào tên cầu thủ Nguyễn Đắc Huy trên màu đỏ của nền trang phục thi đấu. Sau khi hoàn chỉnh công tác hậu kỳ, việc sau cùng là đánh số thứ tự như concept và hoàn thiện bộ ảnh.
Các bạn vừa theo dõi những trải nghiệm làm ngành của kênh YouTube Đu Đủ Xanh. Hãy like và share video này. Còn đây là lần đầu tiên đến với Đu Đủ Xanh, hãy subscribe, bấm nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video ra trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Mình có 2 video gợi ý cho các bạn là 2 đề tài hay và là nội dung độc quyền của kênh.